Chuyện kể rằng, khi các chúa Nguyễn tiến vào Phủ Xuân xây dựng kinh đô, thì Phủ Xuân vốn là một làng cổ rộng lớn bên bờ sông Hương. Dân làng phải dời đi chỗ khác để nhà chúa xây dựng kinh thành. Đến khi vua Gia Long khôi phục lại cơ đồ, nhiều làng mạc xung quanh khu vực này cũng phải di dời để nhà vua mở rộng kinh đô. Huế lúc đó có khá nhiều ngôi làng cổ, và văn hóa Việt ngàn đời đều chung một quy ước: có làng là có đình. Đình trong phố có lẽ là những di sản quý giá, là những chiều sâu văn hóa của phố thị vẫn còn hiện hữu đến tận ngày hôm nay, với đầy đủ thăng trầm của những số phận khác nhau. Nằm bên dòng sông An Cừu, đình làng Dương Phẩm nay chỉ còn là sự nổi tiếc của những người yêu văn hóa Huế, bởi tất cả chỉ còn là một đống đổ nát như thế này. Theo nhiều tài liệu để lại, ngôi đình này trước đây là một công trình kiến trúc tâm linh có giá trị khá đặc biệt về tính thẩm mỹ, gắn với một ngôi làng cổ được định danh trong địa bàn thời Gia Long, là giáp với hai làng Dương Xuân và An Cừu. Không rõ được xây dựng vào năm nào, nhưng được đài trùng tu vào năm 1941. Khuôn viên rộng khoảng 1.000 m². Đình vốn có đầy đủ tiền đường, đình thờ chính, kết cấu kiểu nhà rường với những cột kèo hoa văn tinh xảo. Năm án thờ đúc bằng vôi vữa. Trong khuôn viên đình còn có một miếu thờ thần cùng quay mặt về hướng nam. Cái đình là một cái tổ hợp đa chức năng, đặc biệt là chức năng quản trị về mặt hành chính. Đó là một cái trụ sở của một cái đơn vị hành chính cấp cơ sở. Nó là một cái nơi thờ vọng của tất cả những yếu tố tâm linh ở trong vùng lãnh thổ của cộng đồng làng. Nó là dấu ấn nổi bật của một cộng đồng làng xã gắn liền với cư dân nông nghiệp. Và đặc biệt cái đình làng Dương Phẩm là một cái đình mà nó được kết cấu rất là đẹp và một cái nghệ thuật chạm khắc gỗ rất là đẹp. Cái quá trình đô thị hóa nó tác động mạnh mẽ đến mức nghiệt ngã, và cộng đồng cư dân làng Dương Phẩm nó không còn nữa. Và cái ngôi đình nó bị rơi vào quên lãng. Tương truyền, dân làng Dương Phẩm ly hương từ bao đời. Dọc theo bờ sông An Cừu, những phủ đệ thi nhau mọc lên, cùng với quá trình đô thị hóa từ thời phong kiến, đã khiến dân làng mất dần đi phần đất của mình. Ly hương, ly luôn tổ. Những năm 1980, đình trở thành hợp tác xã chổi đót của Phương Vịnh Lợi. Rồi vì không có chủ mà dần bị lấn đất, bỏ phế, sụp đổ lúc nào không biết. Một bài vị có lẽ của một vị thần làng còn sót lại đã được người dân ở đó che tạm như thế này để thờ vọng. Chúng tôi không tìm được một người dân gốc làng Dương Phẩm nào ở đây để mong hỏi được chuyện xưa. Tôi biết là có cái di tích lịch sử của đời ông cổ của tôi để lại. Từ đời ông cổ mà đến đời tôi, trừ đời con tôi, cháu tôi là đời thứ 6. Ngày xưa là đây là một cái nhà tăng này, còn đây là thờ Bác Bửu, là thờ cái kiếm cúng, rồi là hai bên đây, còn giữa là mặt rồng. Còn trong cái ba ảng là giữa đây là thân của Khai Căn, Khai Khẩn, là hồ là đề nhất tộc.
thì bên Căng này là Căng là người cái tộc mà đứng thứ nhì, rồi Căng bên này là Căng ông đứng thứ ba. Hàng năm vậy là có là lễ là thu tế và xuống tế, chuông trọng nó là quá như là làm lớn lắm. Lần lần mất thì đau khổ lắm mới giờ ra mới nói. Đó là câu chuyện của người dân xóm Lịch Đời, phường Phường Đúc. Họ là chủ nhân của ngôi đình này, có tên là đình Phủ Vịnh. Đình Phủ Vịnh ban đầu là một miếu thờ hỏa, được xây trên một đỉnh đồi bên cạnh cánh đồng bao vả. Vào năm 1908, trong quá trình đô thị hóa, khi kinh thành Huế được chia thành 9 phường khác nhau, khu vực này thuộc phường Đề Cửu và đình Đề Cửu được xây dựng trên vị trí này. Năm 1937, thời Bảo Đại, phường Đề Cửu và một phần của phường Đề Bác được sắp xếp lại đơn vị hành chính và gọi là phường Phủ Vịnh. Đình làng lúc này bị xuống cấp trầm trọng. Dân làng đã cùng nhau đóng góp sửa chữa và lấy tên mới là đình làng Phủ Vịnh. Hai tấm bia còn lại trong nhà bia của đình còn ghi lại rõ sự việc này một cách cụ thể. Ta chỉ biết cái tên là đình làng tôi là có một mẫu hai đất. Đó, mà xuống ghi thu tế 8 sao là để mà thu tế. Còn 2 sao là để xuống kỳ. Còn 2 sao nữa là chi phí ngay khách cánh để đi xuống lễ vật để tới cúng nữa. Tất nhiên là nồi trong một là một mẫu hai đất nữa. À, lại đó lại tiền nó để mà ấy cũng làm. Tôi là ghi sổ. Năm 1970 là lần cuối cùng đó. Lần cuối cùng là tôi được làm thứ kỳ làm. Tôi đã từng lại ở cái miếu ngoài đó. Trong đấy ba án là ba dân tộc. Tôi thứ tư là tôi lại ở ngoài đó. Xuống tế thì tế ở ngoài cái ám của đình làng. Ở gần đây. Còn thú tế là đây là lớn nhất. Ông nói con bên đó là bàn của ông tiên trì, tất nhiên là ông đã cuộc họ thô, ông ngồi tiếp khách đó và các vị bố lão là bên nữa. Còn bên này thì tôi ghi chép ai đi tới đi cúng tiên cúng bạc cúng lễ vật rượu trà mâm xôi rồi chi thì tôi ghi vô, rồi tôi ngồi bên này. À, mặc dù nhỏ nhưng mà cũng được có một cái ghế để ngồi. Đông khi nào đông lắm là vì cả làng rồi dân họ ở trong. Rồi tóm lại là không đợi chỉ là con dân bảy hồ bá phải. Thời gian chiến tranh thì cũng ai chăm sóc lắm. Rồi đến khi hết chiến tranh rồi thì cũng lo làm ăn, lo kinh tế khó khăn vì sau chiến tranh. Tại bằng hóa phải lần lần mà không có người lui tới chăm sóc thì nó thành hoang vu vậy thôi. Sau năm 1975, đình làng Phủ Vịnh cũng bị rơi vào quên lãng, không ai chăm sóc. Bảy họ, hai phái được thờ trong đình, lần lượt đem bài vị của họ mình về thờ trong nhà thờ họ. Đình Phủ Vịnh tiêu điều và đứng bơ vơ trên mỏm đồi này trong một thời gian dài. Cho đến khi dự án mở rộng khu đô thị Bảo Vã triển khai với một quy hoạch san bằng toàn bộ ngôi đình đang hoang tàn, đổ nát, chia lô cho cả khu dân cư mới mọc lên, thì những bậc cao niên ở đây mới bừng tỉnh. Thì trên nhà đất của phường về có việc gì mời tôi họp năm 2023, thì ông nói là trên phường gọi in là làm cái đình phục hồi đình làng. Thì tôi hỏi phục hồi cách sao, thì ông nói là bây giờ quá như xóa mặt bằng, xóa nghĩa là cho bằng phẳng hết cả luôn á, rồi làm lại cái đình làng. Tôi không chịu, tôi là cải chí mà thuộc về di tích, cải chí thuộc về di tích lịch sử là văn hóa cải chí là phải sửa chữa chứ không có cái chuyện mà xóa đi, chứ cái này hằng phải chưa tan hết. Bây giờ mà nói xóa hằng đi luôn thì còn cái di tích chi nữa. Tôi có con nhớ này, ông Thọ đứng trước đây này, phó chủ tịch Thọ này đưa một cái bản đồ ra đây này, thì ông đưa bản đồ ông là không, chứ cái này giao qua cho hai đơn vị di tích lịch sử
về sở văn thông tin văn hóa lo trùng tu lại. Và nếu sao ban dự án có cây thì phải trồng cây xanh, trồng cây xanh xung quanh đây cho làng để lại nguyên vẹn. Thật ra là lúc đầu thì các bác chưa xác định được cái phương án của cái dự án này đi qua. Nhưng sau đó là về phía chính quyền địa phương thì mình là hồi đó là phó chủ tịch ủy ban phụ trách về mảng văn hóa xã hội. Qua nhiều lần mà tiếp xúc thì các cụ mình nhận định ra là cái giá trị của cái đình làng nó như thế nào. Về phía mặt chính quyền thì mình cũng có cái làm tờ trình. Trước tiên là mình có đề nghị về sở văn hóa, thể thao và du lịch là xem xét lại, đánh giá lại cái giá trị văn hóa của cái đình làng này. Cũng phải qua 5 phiên họp. Cái quan trọng là cuối cùng là phó chủ tịch ủy ban tỉnh lúc đó là đồng chí Phan Ngọc Thọ là đã đích thân đến khảo sát và nhìn qua cái đánh giá và nhìn nhận cái hiện trạng thời điểm này thì đồng chí Thọ đã quyết định là phải giữ lại. Tôi nghe rằng trùng tu sửa chữa lại đình làng riêng với cá nhân tôi rất mừng. Bài họ bám hạ chúng tôi rất là hoan hỷ, rất mừng lắm. Nhưng mà cũng mong muốn rằng phải cấp tốc. Nhờ sự vào cuộc của chính quyền, đình Phủ Vịnh được giữ nguyên hiện trạng. Nhưng công cuộc trùng tu và khôi phục di tích văn hóa này trở về nguyên trạng ban đầu như thế nào thì vẫn là một câu hỏi khó. Về mặt chính quyền địa phương chúng tôi cũng sẽ tìm nhiều cái cách, cũng sẽ thành lập ban vận động và tổ chức là kêu gọi vận động từ trong sức dân. Tuy nhiên là với cái công trình này thì đội một số cái đơn vị mà có chuyên môn về trùng tu cái di tích ấy, thì giá đánh giá là mức độ kinh phí rất là lớn, phải đến 9 tỷ. Làm theo đúng cái quy trình của trùng tu văn hóa thì thật rất là khó. Khó. Về phía địa phương là sẽ rất là không thể đảm bảo được. Đình làng An Cựu là một điển hình cho những khó khăn trong việc tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế để di tích được trùng tu một cách hiệu quả. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 19, đình làng An Cựu trải qua những biến thiên của lịch sử cũng trở thành một phế tích vào những năm 1980-1990. May mắn thay là con dân của làng vẫn còn cư ngụ ở đây, đã kịp thời giữ được những gì còn lại, tiếp tục hương khói cho tổ tiên với những gì mà họ có thể. Năm 2008, đình làng An Cựu được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh, ban hành các văn bản đề nghị trùng tu và phục hồi di tích, giao cho địa phương cùng với hội đồng tộc trưởng của làng quản lý và thực hiện. Vậy nhưng, đình An Cựu vẫn ngày một xuống cấp trong sự bất lực của những người liên quan. Làng An Cựu là một cái làng nổi tiếng, có một cái bề dày lịch sử rất là lâu dài. Và cho tới bây giờ chúng ta nhìn quy mô của đình làng thì chúng ta hoàn toàn tự tin rằng làng là một cái ngôi làng danh hương suốt cả một thời kỳ dài. Đình làng An Cựu này thì diện tích ở đây cũng có 5 sao, 12 thước. Nhưng mà hiện nay chỉ còn một cái diện tích rất nhỏ như thế này. An Cựu là một làng cổ có mặt trên đất Thuận Hóa từ trước thế kỷ thứ 16. Nhiều sử liệu còn cho rằng cư dân bản địa Champa đã có mặt rất sớm ở vùng đất này trước thế kỷ thứ 14. Án thơ và những di chỉ ở đây cho biết, ngoài các bậc thiên thần ngự trị vùng đất, đình An Cựu còn thờ các vị nhân thần có mặt từ thế kỷ thứ 14 như Hồ Đại Tướng, thế kỷ thứ 15 có Phi Vân Tướng Quân Họ Nguyễn, Trần Quỷ Công Tướng Quân, v.v. Thời các vua Nguyễn có Đại Công Thần Nguyễn Khoa Chiêm cũng được thờ vong trong đình làng.
đây cũng từng là cơ sở hoạt động của đảng bộ địa phương trong những năm 1930. Cái đình này á, là tỉnh đã giao trách nhiệm về cho chính quyền địa phương, tức là phường An Cửu, là người chịu trách nhiệm quản lý và làm trưởng ban quản lý đình làng. Chúng tôi trong hội đồng tộc trưởng là phó trưởng ban quản lý đình làng, là phụ trách về tâm linh. Do hai cái vấn đề này nó đã là làm đi chậm đi cái phần là coi như là cộng đồng không ít tham gia hơn. Và nếu có cái chủ trương rõ ràng của chính quyền địa phương cùng với hội đồng tộc trưởng kết hợp chặt chẽ và có một cái quyết sách rõ ràng thì chắc chắn rằng cái đình làng An Cửu này là nó trùng tu một cách dễ dàng. Tôi nghĩ rằng là một là chính quyền giao hết về cho hội đồng và có một cái quyết định của chính quyền cấp tỉnh hay cấp thành phố giao cho hội đồng từ vận động, từ trùng tu thì nó lại dễ dàng hơn. Mà mắc cơ chế thì đương nhiên nó rất khó. Trở lại với đình Phủ Vĩnh. Từ khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bảo tồn và tìm hướng trùng tu cho công trình này, đến nay cũng đã gần 3 năm. Địa phương và người dân vẫn chưa tìm được hướng giải quyết như mong muốn. Dự án khu quy hoạch Bào Vá đã tiến tới sát chân đình. Còn ngôi đình cổ vẫn tiếp tục xuống cấp trong thời tiết khắc nghiệt của miền Trung. Chúng ta đã cũng đang bị vướng vào rất nhiều những cái mắc mớ, những cái khó gỡ giữa nguyên tắc tự quản và nguyên tắc hành chính. Thì ngày xưa cái chế độ đền bù giải tỏa là nhà nước họ làm rất là đặc nhân tâm. Thứ nhất là họ bằng những động thái họ làm cho người dân rất là an tâm. Thứ hai là người dân nhận được một sự đền bù vô cùng thỏa đáng. Thậm chí kể cả làng Phú Xuân rất là rộng lớn, được dọn ra khỏi vùng kinh thành Huế, nhưng họ vẫn có chủ trương và đầu tư mạnh mẽ để giữ lại ngay chính trong kinh thành một cái ngôi đình của làng Phú Xuân một thời rất là nổi tiếng. Và cái sự tương tác giữa cộng đồng dân cư với nhà nước đã diễn ra một cách rất là mềm dẻo và khéo léo, tạo một hiệu ứng rất tích cực. Đó là điều mà chúng ta đang thiếu hiện nay. Chúng ta đã có bài học từ đình làng Dước Phẩm và không ít di tích giá trị khác của Huế. Sự ì ạch trong việc tu bổ và khôi phục lại diện mạo của đình làng An Cửu cũng là một cảnh báo mà hy vọng Phủ Vĩnh sẽ không bị lặp lại. Đô thị Huế vẫn cần được phát triển, nhưng chiều sâu của văn hóa làng giữa lòng đô thị là một giá trị đặc biệt, sẽ bổ sung và đồng hành với sự phát triển, làm nên những nét riêng của Huế. Đình làng vẫn đang kêu cứu. Người ta nói là đã trôi, làng đâu có trôi. Có thấy không? Làng không có trôi đấy. Cái đình làng đây là bỏ phế đây cũng là ưu tư lắm. Anh em trong bảy họ bá phải đấy, ai cũng lo chứ. Tôi cũng về, tôi cũng là điền đi con cháu là ở các tỉnh là phải hỗ trợ chú. Để rồi nếu như mà sau này phát động thì mấy đứa con phải ít nhiều phải gửi về cho chú để chú đóng góp với làng. Nếu mà được trùng tu lại sẽ đem lại rất là nhiều cái cho chúng ta. Sự gắn kết, đoàn kết của toàn thể người dân trên cái địa bàn này thúc đẩy là phát triển kinh tế xã hội. Và yếu tố làng trong phố là một giá trị đặc trưng mà không chỉ là những cái thiết chế đình chùa miếu mào mà gắn liền với nó là cả một cái sinh cảnh cảnh quan gọi là nghệ thuật cảnh quan truyền thống và gắn liền với nó là cả một cái nề nếp gia phong, cả một cái phong tục tập quán nó làm cho con người ta rất là an nhiên tự tại. Thì đó chính là một cái giá trị lớn mà đô thị Huế nó đã mang lại, mà những cái đô thị hiện đại lớn hiện nay họ đang rất là khát khao.